Chiều ngày 31 tháng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VinGroup tổ chức chương trình trao tặng quà cho thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành. Thông qua chương trình, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VinGroup trao tặng 239 phần quà, mỗi phần trị giá 15 triệu đồng với tổng kinh phí là 3.585.000.000 cho thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Đây là hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022. Phát biểu tại buổi trao tặng, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và cảm ơn Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup đã hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các thương binh, bệnh binh nặng và người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup.